đẩy nhanh các dự án chống ngập chợ Thủ Đức. Các dự án chống ngập xung quanh chợ Thủ Đức trên tuyến Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư hiện chưa được triển khai. Ngày 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm thực trạng và giải pháp chống ngập trên địa bàn và chợ Thủ Đức sau khi khu vực này bị ngập sâu sau hai cơn mưa đầu mùa ngày 15 và 20 tháng 5. Ông Lưu Trọng Nghĩa, trưởng phòng giao thông công chính thành phố Thủ Đức, cho biết chợ Thủ Đức thuộc vùng chuyển tiếp từ phía Bình Dương về hướng ven sông Sài Gòn, cao độ địa hình biến thiên từ 30m xuống tới 0,5m, khu vực chợ trũng thấp như một lòng chảo. Tiếp nhận nước từ lưu vực rộng khoảng 430 hectare đổ về. Do vậy, dự án thoát nước đường Võ Văn Ngân mới hoàn thành chỉ đáp ứng được 20% nên chưa thể giải quyết triệt để tình trạng ngập nước. Theo ông Nghĩa, các dự án chống ngập xung quanh chợ Thủ Đức trên tuyến Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư hiện chưa được triển khai. Khu vực chợ Thủ Đức ngập nặng sau cơn mưa đầu mùa ngày 15 tháng 5 tại tọa đàm. Một số chuyên gia phân tích hướng thoát nước chính ở khu vực này đổ ra rạch Cầu Ngang rồi dẫn ra rạch Thủ Đức, nhưng các tuyến này đã quá tải. Hiện rạch Cầu Ngang chỉ rộng khoảng 5m tạo thành nút thắt cổ chai. Còn rạch Thủ Đức đang bị bồi lắng làm thu hẹp dòng chảy khiến khả năng tiêu thoát nước bị giảm khi phải tiếp nhận lưu lượng nước lớn. Sống ở rốn ngập chợ Thủ Đức, lúc nào cũng sẵn sàng chứ không ỷ y được, ông Mai Hữu Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, cho biết trước mắt địa phương sẽ duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước trên các tuyến đường xung quanh chợ Thủ Đức và khu vực rạch Cầu Ngang nhằm tăng khả năng tiêu thoát. Về lâu dài, địa phương sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư với tổng kinh phí khoảng 70 tỷ đồng. Đầu tư mới cống rạch Cầu Ngang tổng vốn khoảng 27 tỷ đồng nhằm tăng khả năng thoát nước. Ông Quyết cho biết thêm, giải pháp căn cơ nhất là dự án xây kè, cải tạo rạch Thủ Đức kết hợp trạm bơm trên tuyến rạch này với tổng kinh phí hơn 4.400 tỷ đồng.